Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trong những video trước, Việt Sử Toàn Thư đã cùng quý vị đi tìm hiểu về một số lời dự đoán của bà Vanga về bức tranh thế giới trong năm 2023, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Không chỉ có bà Vanga mà nhà tiên tri Nostradamus cũng đã để lại những dự đoán rùng mình về biến động lớn mà nhân loại sẽ phải đối mặt trong năm 2023. Theo ông, ngoài lũ lụt thiên tai nhân họa giáng xuống, loài người còn phải chứng kiến 5 thảm họa kinh hoàng khác nữa. Chỉ còn 3 tháng nữa là loài người bước sang măng. Chỉ còn 3 tháng nữa là loài người bước sang năm 2023. Rốt cuộc nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán 5 thảm họa nào sẽ giáng xuống nhân loại? Chúng ta cần phải làm gì để bình an vượt qua đại nạn? Quý vị hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây. Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus nổi tiếng với biệt danh là nhà tiên tri u buồn bởi những thấu thị của ông về tương lai, phần lớn mang màu sắc u ám và thê lương, xung đột và mất mát. Với năm 2020, nhà tiên tri dự báo thế giới sẽ đối mặt với tình trạng thiên tai trên diện rộng, nạn đói do tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao và sự thống trị của trí tuệ nhân tạo. Chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2022, nhiều người đã tìm lại lời tiên đoán của Nostradamus và bất ngờ phát hiện những tiên tri gây sốc của ông về bức tranh thế giới trong năm 2023. Theo ông, ngoài lũ lụt, thiên tai, nhân họa giáng xuống, loài người còn phải chứng kiến 5 thảm họa kinh hoàng khác nữa. Vậy rốt cuộc, nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán 5 thảm họa nào sẽ giáng xuống nhân loại? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Sống tại Pháp, ở thời cách đây khoảng 500 năm, nhà tiên tri Nostradamus còn được gọi là Michel de Nostradam, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1503, mất ngày 2 tháng 7 năm 1566, từng làm chấn động hoàng gia bởi những tiên tri dựa trên chiêm tinh học của mình. Ông được đích thân Hoàng hậu Pháp Catherine de Medicis, vợ vua Henry II, mời đến cung điện để xem số mệnh của các công chúa và hoàng tử. Năm 1555, khi xuất bản cuốn Những lời tiên tri, Les Prophéties, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ với những lời tiên tri được thể hiện dưới dạng những câu thơ có phần điệu. Cuốn sách được đón nhận đến mức người ta phải phóng to nó ra để dâng cho nhà vua năm 1558. Ông chính là nhà tiên tri được đọc nhiều nhất trong thời kỳ phục hưng. Đến thời hiện đại, rất nhiều chuyên gia vẫn miệt mài nghiên cứu các cuốn sách tiên tri của ông cùng với những dòng thơ tứ tuyệt không dễ dàng hiểu, để cố gắng tìm hiểu những gì có thể xảy ra trong tương lai. Và quả thực, họ nhận thấy nhà tiên tri Pháp Nostradamus đã nhìn đúng được rất nhiều sự kiện xảy ra trong tương lai, cách thời ông ở hàng trăm năm, bao gồm cuộc cách mạng Pháp 1789-1799, cơn đại hỏa hoạn của thành London, Anh tháng 9 năm 1666, sự trỗi dậy của Adolf Hitler, cái chết của công nương Diana, cơn bão Katrina chết người tại Mỹ, bom nguyên tử, thảm kịch khủng bố đen tối nhất trong lịch sử Mỹ xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và trận hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà ở Pháp. Đặc biệt hơn cả, người ta lại phải chú ý đến Nostradamus bởi cụm từ Omicron xuất hiện trong những vần thơ của ông từ 467 năm trước. Ông đã đề cập đến biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Một lời tiên tri sớm truyền khiến nhiều người phải sợ hãi. Thậm chí, có rất nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 cũng xuất hiện trong cuốn Những lời tiên tri 1555 của ông. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, nhà chiêm tinh người Australia Jessica Adam đã viết trên website của mình rằng sau khi đọc cuốn Những lời tiên tri Res Prophetis, một bộ sưu tập những lời tiên đoán của ông được xuất bản năm 1555, bà nhận thấy rằng cách đây hơn 400 năm, nhà tiên tri Nostradamus đã dự đoán về sự xuất hiện các biến chủng của virus SARS-CoV-2 ở nhiều quốc gia trên thế giới trong năm 2020 đến 2021. Trong đó có Lambda, biến chủng ở Peru, xuất hiện tháng 8 năm 2020. Kappa, biến chủng ở Ấn Độ, xuất hiện tháng 12 năm 2020. Và Theta, biến chủng ở Philippines, xuất hiện tháng 2 năm 2021. Và nay, theo phân tích của một nhà tiên tri hiện đại đến từ Nhật Bản, những câu thơ khó hiểu của Nostradamus lại được phân tích. Theo đó, Nostradamus dự đoán rằng
vào năm 2022, ba ngày đen tối sẽ bùng nổ. Nó sẽ đến với cả thế giới và khiến nhiều người khốn khó. Nhà tiên tri Nhật Bản đã đưa ra ba khủng hoảng tương ứng với ba ngày đen tối liên quan tới lời tiên tri của Nostradamus có thể xuất hiện. Đầu tiên là trái đất bị mưa thiên thạch tấn công. Theo những câu thơ của Nostradamus, trái đất sẽ hứng chịu thảm họa diệt vong vì thiên thạch ồ ạt tấn công hành tinh của chúng ta. Nostradamus nói rằng mưa sao băng Geminis sẽ đạt cực điểm vào năm 2022 và lúc đó lúc thiên thạch va vào trái đất. Khi chúng rơi xuống đại dương sẽ tạo ra những trận sóng thần lớn, nhấn chìm đất liền và khiến con người khốn khó. Tiếp đến là sự tái diễn của các trận đại hồng thủy. Nhà tiên tri Nostradamus nói rằng trái đất sẽ liên tục hứng chịu những trận lũ lụt lớn do thời tiết bất thường diễn ra không ngừng. Riêng nước Pháp, quê hương ông, sẽ phải đối mặt với các thiên tai như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng liên tiếp. Không chỉ vậy, nhà tiên tri Pháp còn nói trái đất sẽ chuyển mình khiến cho lớp vỏ của nó biến dạng và hậu quả là gây ra các vụ động đất và núi lửa phun trào. Rất nhiều người gặp nguy, cuối cùng là nạn đói hoành hành khắp nơi. Trong các câu thơ của Nostradamus xuất hiện đoạn sau khi đã dịch thơ rằng không ai biết giá mật ong lại đắt hơn nến và lúa mì lại cao đến vậy. Nhiều người hiểu rằng nhà tiên tri Pháp đã muốn đề cập đến nạn đói sẽ diễn ra trên quy mô toàn cầu. Và thực tế, điều này đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán, khan hiếm nước. Điều kỳ lạ là những lời tiên tri của Nostradamus có điểm trùng với tiên tri của Baba Vanga về thế giới ở một số điểm. Cả hai nhà tiên tri dù sống ở hai thời đại khác nhau, nhưng có cùng dự báo về một thế giới đầy bất ổn trong tương lai vì biến đổi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và đói kém. Nhà tiên tri Nostradamus cũng cảnh báo về nguy cơ nạn đói xảy ra trên toàn cầu do lạm phát đẩy giá tăng cao. Theo ông, nạn đói sẽ dẫn tới xung đột và gây ra tình cảnh khốn cùng ở nhiều nơi khi con người buộc phải tranh nhau thức ăn và nước sạch. Trong năm qua, nhiều quốc gia trên thế giới gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiếu hụt nguồn cung khí đốt khiến lạm phát gia tăng ở mức đáng lo ngại. Những yếu tố này góp phần đẩy giá năng lượng và lương thực tăng cao từ cuối năm 2021 và có thể kéo dài sang năm 2022. Nostradamus nhắc tới đồ đệ bất tử trong dự đoán của mình về năm 2022. Nhiều người lý giải rằng nhà tiên tri đang ám chỉ sự trỗi dậy của công nghệ trí tuệ nhân tạo và cảnh báo về việc con người quá phụ thuộc vào công nghệ. Đáng chú ý, Nostradamus dự đoán chính xác ngày qua đời của nữ hoàng Anh. Nostradamus đã để lại một lượng lớn những lời tiên tri dưới dạng thơ quatrain. Những bài thơ quatrain này đa phần đều tối nghĩa khó hiểu. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, sau khi nữ hoàng Anh Queen Elizabeth qua đời, giới truyền thông Anh đã đưa tin về một chuyên gia nghiên cứu Nostradamus là Mario Risding. Trong một cuốn sách xuất bản năm 2005 với tựa đề Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, Risding đã chỉ ra rằng, theo cách lý giải của ông, Nostradamus đã tiên tri nữ hoàng Elizabeth II sẽ qua đời vào khoảng năm 2022 ở tuổi 96. Con trai của bà là Charles III sau khi lên ngai vàng không lâu sẽ thoái vị, còn ngôi vị của anh ta sẽ được truyền cho một nhân vật thần bí. Thơ quatrain của Nostradamus cũng giống như những lời tiên tri khác. Chỉ sau khi sự việc đã xảy ra, người ta mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của nó. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, học giả Nhật Bản Tsutomu Goto từng tiến hành thống kê và đưa ra kết luận rằng tỷ lệ ứng nghiệm của những lời tiên tri trong các thế kỷ cao tới 99%. Không chỉ dự đoán về năm 2022, Nostradamus còn tiên tri về năm thảm họa sẽ xảy ra vào năm 2023, khiến thế giới chao đảo. Vậy Nostradamus đã dự đoán năm thảm họa không thể tránh khỏi vào năm 2023. Ngày 24 tháng 9, trên mạng Internet, tờ báo Sun Newspaper của nước Anh đưa tin về những sự ngôn của nhà chiêm tinh học người Pháp vào thế kỷ 16, Nostradamus. Thông qua những lý giải của các tín đồ, nhà tiên tri cho năm 2023 của Nostradamus có thể phân thành những sự kiện sau. Đại chiến thế giới lần thứ 3 có khả năng là chiến tranh Nga-Ukraine, trật tự thế giới mới,
Thiên Chúa giáo La Mã sẽ xuất hiện một giáo hoàng mới. Giáo hoàng kế nhiệm sẽ vướng vào những vụ bê bối tai tiếng khiến cho uy danh của Tòa Thánh Vatican mất hết chẳng còn gì, khiến thế giới xuất hiện dị tượng, lửa trời. Giống như Trung Quốc, có các dự ngôn Thôi Bối Đồ, Mai Hoa Thi và Thiêu Bính Ca vào thế kỷ 16. Nhà tiên tri học người Pháp Nostradamus cũng đã viết ra 6.338 lời tiên đoán, trong đó bao gồm việc thế giới bao giờ sẽ đi đến hồi kết và kết thúc như thế nào. Mặc dù Nostradamus qua đời từ năm 1566, nhưng ông đã viết ra cuốn Các Thế Kỷ, tên gốc là Bách Thi Tập, để ghi chép lại những dự ngôn về các sự kiện sẽ xảy ra cho đến năm 3797 sau Công Nguyên. Hơn nữa, những dự ngôn này đã nhiều lần nói đúng về các sự kiện lớn xảy ra trong lịch sử thế giới, ví dụ như cái chết của vị vua Pháp Henry đệ nhị, đại cách mạng nước Pháp, cuộc nổi dậy của Hitler, tiền Tổng thống nước Mỹ Robert F. Kennedy sẽ chết vì bị ám sát, cho đến sự kiện đại hỏa hoạn thành London, v.v. Đến nay, năm 2023 đã gần kề, sự ngôn của Nostradamus về thời gian này cũng theo đó thu hút sự chú ý của người dân toàn thế giới. Tổng hợp lại thông tin từ những bài báo của các hãng truyền thông nước ngoài như La Bible, Time Now, v.v. Năm 2023 được dự đoán sẽ có tổng cộng 5 tai nạn lớn phát sinh. Thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ 3. Nostradamus trong cuốn dự ngôn của mình viết: trong 7 tháng chiến tranh, con người chết vì tội ác. Về nguyên nhân dẫn đến thế chiến thứ 3, có 2 suy đoán được đề xuất. Suy đoán thứ nhất là do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra tình trạng bất ổn ở khắp châu Âu. Thêm vào đó là sự can thiệp của NATO nên khiến cho xung đột mở rộng. Suy đoán thứ hai là bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan nổ ra ở Đông Nam Á, dẫn đến sự can thiệp của Hoa Kỳ, biến nó trở thành một cuộc chiến tranh hạt nhân khủng bố. Cuối cùng, phát kích chiến tranh thế giới thứ ba. Thứ hai, thế giới xuất hiện dị tượng lửa trời. Nostradamus dự đoán rằng vào năm 2023, một ngọn lửa thánh sẽ xuất hiện trong các cung điện hoàng gia, ngụ ý rằng thế giới sẽ trải qua một sự thay đổi rõ rệt và một loại trật tự mới sẽ xuất hiện vào thời kỳ cuối của nền văn minh này. Một số người khác lại cho rằng dị tượng này đại biểu cho sự kết thúc của thời đại hoặc sự bắt đầu của một trật tự thế giới mới. Thứ ba, trật tự thế giới mới. Nostradamus đã nói trong lời tiên tri của mình rằng vào năm 2023, hai cường quốc sẽ bắt tay lập ra một liên minh và thành công xây dựng một trật tự thế giới mới. Liên minh mới sẽ hợp tác giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, thậm chí giữa các nhà lãnh đạo nam và các nhà lãnh đạo nữ. Tuy nhiên, tác động của liên minh chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Thứ tư, giáo hoàng mới, giáo hoàng Francis, 85 tuổi, vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo, đã giữ chức vụ này hơn 9 năm. Nostradamus dự đoán rằng người kế nhiệm giáo hoàng Francis sẽ tạo ra một số vụ bê bối. Ông chỉ rõ, trong cuộc bức hại cuối cùng của giáo hội La Mã Thần Thánh sẽ có người La Mã Peter. Người đó sẽ nuôi dưỡng bầy dê của mình trong nhiều khổ nạn, sau đó 7 tòa sơn thành sẽ bị phá hủy. Những người thẩm phán đáng sợ sẽ xét xử nhân dân. Thứ năm, một đường ánh sáng trên sao hỏa sẽ rơi xuống. Nostradamus viết trong cuốn Các Thế Kỷ, một đường ánh sáng trên sao hỏa đang rơi xuống. Các hãng truyền thông hiện nay giải thích câu này là nhân loại có khả năng sẽ đặt chân lên sao hỏa vào năm 2023. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng câu này chỉ mang hàm ý nhân loại sẽ đạt được bước đột phá lớn quan trọng trong việc bay lên sao hỏa. Nhưng ai cũng biết rằng Elon Musk, người tự xưng là người sao hỏa và là nhà sáng lập ra Tesla, đã tuyên bố rằng ông có ý định đáp xuống sao hỏa vào năm 2029 và thậm chí còn lập ra một kế hoạch di dân lên sao hỏa. Quý vị thân mến, năm thảm họa không thể tránh khỏi vào năm 2023. Thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ 3. Thứ hai, thế giới xuất hiện dị tượng lửa trời. Thứ ba, trật tự thế giới mới. Thứ tư, giáo hoàng mới. Thứ năm, một đường ánh sáng trên sao hỏa đang rơi xuống. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.